bác chào anh em, hôm nay bên em Tùng lại tiếp tục lên đường mẫu sản phẩm mic không dây cao cấp DB550 Plus cho anh em khách hàng. Hôm nay thì em xin gửi tới cho anh Phương đến từ Bình Định với mẫu sản phẩm mà anh đã lựa chọn tại cửa hàng Tùng Audio. Đó là dòng mic không dây rất là chất lượng DB550 Plus phiên bản mới nhất của DB đây. Nếu như các bác anh em nào đang cần một trong những cái dòng mic chất lượng của DB, nhà em đang có sẵn những phân khúc mic để các bác anh em có thể lựa chọn hoàn toàn tại cửa hàng Tùng Audio rồi, để vừa có một cái chất giọng tốt nhất cho anh em hát gia đình này, và thứ hai nữa anh em có sử dụng được rất là nhiều tính năng trên những cái dòng mic cao cấp và đặc biệt như thế này. DB550 về thiết kế em xin gửi cho anh Phương đến từ Bình Định với mẫu sản phẩm anh đã lựa chọn bên em, phiên bản phay nhôm màu đen rất dễ phối đồ này, với logo thương hiệu của DB Cotic và có D chữ DB550 Plus. Đây là phiên bản mic không dây cao cấp. Và anh em nhìn cho em có hai cổng mic và âm lượng tổng nó nằm ngay trên này, thì các bác với em có thể tăng giảm âm lượng tùy ý nhé. Với mặt màn hình được thiết kế lệch sang bên tay phải một chút thì có các tính năng như là set lại tần số này, hoặc là có thêm tính năng tự ngắt nữa để chúng ta sử dụng tiết kiệm pin lâu dài hơn ở phần tay mic. Với hai mặt màn hình hiện thị cho hai cổng mic với chế độ màu da cam, màu này cũng là một trong những màu rất là sang, hiển thị cái chế độ tần số, anh em hoàn toàn có thể thay đổi các tần số khác nhau. Nếu như các bác tìm được một cái tần số nào đó mà các bác cảm giác là tiếng âm thanh cái tần số đấy hát nó ổn định với cái chất giọng, hoặc là chúng ta sử dụng mà thấy tiếng ở tần số đấy nó khỏe và bảo là ổn định, thì em hãy để. Còn thông thường thì bên em khi mà các bác em đặt hàng thì bên em cũng sẽ cài một cái tần số nhất định để về, các bác chỉ cần ghép vào với âm ni hoặc là ghép với vang là các bác có thể trải nghiệm âm thanh rồi và không cần phải set lại tần số nữa. Với việc là có phần quét sách mặt trước đây, kể cả anh em có đi làm sự kiện chúng ta để tủ đồ cũng rất là dễ dàng và đơn giản, đúng không ạ? DB550 phục vụ cho anh em vừa có thể gia đình làm gia đình, vừa có thể làm sự kiện được các bác nhé. Thiết kế ở phía sau đây các bác, đây là hai dâu anten và độ bắt sóng xa gần, em thấy là trong cái phân khúc như thế này của DB thì em thấy là độ bắt sóng xa gần tốt anh em ạ. Anh em có thể bắt sóng xa trong khoảng tầm 4 đến 50 mét quay đầu, hoặc thậm chí anh em có thể bắt xa hơn, nhưng mà trong khoảng tầm đấy thì em thấy là sóng của em DB550 nó rất là khỏe để các bác về em có thể bắt, hoặc là chúng ta alo mà không bị nhiễu hay là bị mất tiếng. Về thiết kế tai mic thì sao ạ? Đây, tai mic của DB550 Plus sẽ là phiên bản màu xanh đá, màu xám đá nhé. Màu này thì là một trong những cái màu rất là sang trọng rồi, và khi các bác của em cầm lên thì chúng ta sẽ thấy cái độ lặng của những cái dòng mic cao cấp như thế này. Đắt tiền thì chắc chắn rồi, tai mic thì không thể nhẹ được. Và thứ hai nữa là các bác cầm lên thì các bác sẽ thấy ngay là DB550 ấy có một cái thân mic rất là nhỏ nhưng mà dễ cầm lắm anh em ạ, cầm lên rất thấy thoải mái luôn. Và em cùng các anh em mà trải nghiệm tính chất lượng thanh thực tế của DB550 Plus ngay bây giờ nhé. 1 2 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9. Alo, 1 2 5 6 7 8 9 10. Alo. Ok anh em thấy sao ạ? Có điệu độ lĩnh tiếng ở trên DB550 Plus khi các bác em cất đời ca tiếng hát của mình lên các bác ơi. DB550 có chất lượng âm thanh nó rất là khỏe tiếng này, và có độ chi tiết cũng như là tiếng rất thanh để các bác em có thể hoàn toàn sử dụng với DB550 này, cho ra một cái chất lượng âm thanh đặc biệt, cái giọng hát của bác sẽ được cải thiện và thay đổi hơn khi chúng ta ghép với phòng hát gia đình. Dòng sản phẩm này thì nhà em vẫn đang có phân khúc giá để phục vụ các bác anh em nào đang có nhu cầu với DB550, đặc biệt là những cái dòng mic của DB thì bên em vẫn có để phục vụ các bác anh em thoải mái lựa chọn nhé. Và điều quan trọng hơn nữa là khi bác em nhận hàng về thì bên em đã cho bác em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác muốn kiểm tra hàng chính hãng như thế nào thì chúng ta chỉ cần tìm cho em ở trên mặt bộ đồ thu sẽ có hai cái tem, một là cái tem logo thương hiệu của DB này, thứ hai nữa là tem mã QR để các bác em kích hoạt hoặc là cào ra để chúng ta check hàng chính hãng của DB. Em cũng cam kết đảm bảo cho anh em đây là dòng sản phẩm chuẩn chất lượng hàng chính hãng rồi. Em là có nhu cầu với những cái dòng mic cao cấp chơi gia đình thì đến ngay với cửa hàng Tùng Audio Hải Dương nhá. Và video em xin dừng lại tại đây, xin gửi cho anh Phương đến từ Bình Định và hy vọng là hàng đến tay anh sẽ sử dụng một cách an toàn và hiệu quả nhất cho phòng hát gia đình nhá. Chào các bác.